Hương thơm dẫn lối, cảm xúc lên ngôi. Có đến 90% các đấng mày râu thú nhận rằng họ bị thu hút và ấn tượng bởi mùi hương quyến rũ của phái đẹp. Vậy tại sao các nàng Eva lại không sở hữu ngay cho mình nước hoa nội y cao cấp Jubilee với hương thơm quyến rũ không thể nào mà yêu hơn để tăng thêm phần gợi cảm quyến rũ trong mắt các chàng? Nước hoa nội y cao cấp Secret Sexy Love by Jubilee chiết xuất từ những thành phần tự nhiên như là hoác hương, tinh dầu Elemi, hoa phong lữ và đặc biệt là hoa hồng Bulgari, được kiểm nghiệm nghiêm ngặt và chặt chẽ theo tiêu chuẩn GMP, an toàn cho da và không hề gây kích ứng cho vùng nhạy cảm, mang đến hương thơm quyến rũ tự nhiên và khả năng lưu giữ hương thơm đến 24 giờ, loại bỏ mùi khó chịu, giúp cho nàng tự tin hơn và giúp cân bằng độ pH, tạo ra cảm giác khô thoáng dễ chịu trong thời kỳ kinh nguyệt, làm hưng phấn trong các cuộc yêu, làm tăng độ gợi cảm và ngọt ngào quyến rũ hơn cho nàng. Và sản phẩm này phù hợp với mọi loại da, không hề gây kích ứng, và nàng hãy nhỏ một vài giọt vào đồ lót để loại bỏ mùi hôi khó chịu, mang lại hương thơm tự tin quyến rũ. Vào những ngày đèn đỏ, hãy nhỏ 1-2 giọt vào băng vệ sinh để giúp cân bằng độ pH và tạo cảm giác thoải mái dễ chịu hơn. Nhỏ vài giọt lên quần áo vải vóc để tạo ra sự quyến rũ bí ẩn cho các nàng. Hãy trải nghiệm hương thơm chuẩn phát, và điều này cũng sẽ chưa bao giờ dễ dàng và tiết kiệm đến như thế đâu. Hãy inbox cho Thoa ngay nhé.